hãng xe BYD Trung Quốc vừa công bố giá bán 3 mẫu xe điện tại Việt Nam. Trong đó Danfin là mẫu xe có giá thấp nhất nhưng gây nhiều thất vọng nhất. BYD Danfin là xe điện thuộc phân khúc hạng B, sở hữu kích thước dài 4.125mm, rộng 1.770mm, cao 1.570mm, chiều dài cơ sở 2.500mm. Tại thị trường Việt Nam, Danfin được phân phối với một phiên bản duy nhất là GLX, cùng giá bán 659 triệu. BID Danfin sở hữu một mô tô điện mạnh 94 mã lực, cùng mô men xoắn cực đại 180 Nm kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Bộ pin blade trên BID Danfin có dung lượng 45 kW, cho phép xe hoạt động tối đa khoảng 405 km sau mỗi lần sạc đầy. Danfin được cho có động cơ yếu nhất trong phân khúc xe hạng B tại Việt Nam. Đối thủ cạnh tranh trên thị trường của BID Danfin gồm có Mitsubishi Fox, Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross. Honda HR-V, Vinfast, VinFast VF E34. So với các đối thủ cạnh tranh, BYD Danfin có động cơ yếu nhất chỉ với 94 mã lực, trong khi các đối thủ có công suất thấp nhất cũng 105 mã lực, còn cao lên tới 174 mã lực. Động cơ này không thể vận hành mạnh mẽ khi xe chở đủ 5 người. Một số trang bị an toàn đáng chú ý trên BYD Danfin bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo, kiểm soát giảm tốc cho phanh đỗ, Phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình, camera toàn cảnh cho khả năng quan sát dưới gầm xe bên cạnh các túi khí và hệ thống barada phía sau. Trong khi đó nhiều mẫu xe thuộc phân khúc hạng B hiện đã được trang bị gói ADAS hỗ trợ lái xe nâng cao, nhưng trên Danfin không có. Các trang bị an toàn của Danfin chỉ ở mức chấp nhận được và nổi bật nhất là hệ thống camera 360. Nếu so với các đối thủ cạnh tranh khác thì Danfin hoàn toàn bị lép vế. Trang bị ở mức cơ bản, động cơ yếu, nhưng giá bán 659 triệu không hề thấp hơn so với nhiều đối thủ xe xăng cùng phân khúc, được trang bị tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn như, Hyundai Creta động cơ 1.5 lít công suất 115 mã lực giá bán từ 599 đến 699 triệu, Mitsubishi Xpander động cơ 1.5 lít công suất 105 mã lực, giá bán từ 599 đến 705 triệu. So với xe thuần điện VF6 có công suất 174 mã lực và VFE34 147 mã lực, thì động cơ của Danfin cũng yếu hơn nhiều, trang bị an toàn không có gì vượt trội. Danfin có chút lợi thế về giá so với VF6 giá 675 triệu và VFE34 giá 710 triệu, nhưng khách hàng mua xe điện Vinfast đang được nhận ưu đãi lớn, cụ thể là được sạc pin hoàn toàn miễn phí tại các trạm sạc của hãng từ nay đến hết tháng 7 năm 2025. Trường hợp chủ xe là cư dân Vinhome sẽ được gửi xe và sạc điện miễn phí tại các bãi đỗ của Vinhome trong vòng 2 năm tới. Trường hợp cư dân chọn phương án sạc tại nhà, Vingroup sẽ hỗ trợ lắp đặt trụ sạc tận nhà, với chi phí hỗ trợ lên đến 10 triệu một trụ. Đồng thời, hỗ trợ chi phí sạc 900.000 một xe trên tháng đến hết tháng 7 năm 2026. Ngược lại, khách hàng mua xe đan phim nói riêng và xe điện BID nói chung tại Việt Nam, hiện không có hệ thống chạm sạc, phải sạc tại nhà, tại các đại lý bán xe BID, hoặc tìm đến các trạm sạc do bên thứ ba cung cấp, hiện vẫn chưa có nhiều, với chi phí sạc đắt đỏ. Sau khi BID công bố giá bán xe, nhiều khách hàng Việt Nam thấy thất vọng với Danfin. Bởi xe có giá bán cao, trong khi trang bị không có gì nổi trội, đông cơ yếu. Đã thế lại còn thiếu hạ tầng chạm sạc. Đấy là chưa kể thương hiệu mới của Trung Quốc, vốn bị người tiêu dùng Việt Nam đánh giá thấp. Với số tiền 659 triệu, khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn được chiếc xe hạng B ưng ý, với những trang bị hiện đại và tin cậy hơn nhiều so với BID Danfin tại Việt Nam. Treo giá cao, không bán được, có thể BID lại đại hạ giá đan phim tại Việt Nam. Điều này đã xảy ra trên thị trường Thái Lan với xe điện BID, khiến các cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra bán phá giá.